Thì hãy tôi gửi hai cái thông điệp với bạn, đó là hai cái kỹ thuật khâu nối ống tiêu hóa không còn cái chữ cơ bản nữa, mà đó chính là nâng cao. Đó là hai cái những cái kỹ thuật nó trong vô vàn những cái kỹ thuật khâu nối mà tới bây giờ người ta gọi là hiện đại, là cập nhật với thời đại công nghệ mới, thời đại 4.0. Và bây giờ hầu như trong các bệnh viện là người ta đã bắt đầu chuyển qua xài tất cả những cái công cụ khâu nối bằng máy móc giống như nãy giờ, mà người ta dùng cái từ mà nãy giờ tôi hay đánh trong cái keyword các bạn nhìn thấy lúc tôi tìm YouTube đó, đó là stapler. Stapler là cái gì? Ở nhà bạn đóng giấy đó, bạn lấy cái kẹp bóng lại với nhau một cái cục, đó chính là stapler. Vậy thì từ cái việc mà mấy tấm giấy là bạn lấy kim tiêm bóng lại nhau, vậy thì nó suy nghĩ về đến cái ruột muốn cho nó dính lại nhau, cái dạ dày cái gì đó dính lại nhau, thì mình lấy cái stapler mình bấm vô cái nó dính lại với nhau. Cho nên người ta đã chế ra những dụng cụ không nói máy. Và những cái dụng cụ không nói máy này đã được người ta thực nghiệm chứng minh trên lâm sàng tính an toàn rất là cao, và nó gần như thay đổi gần hết những quan điểm về khâu nối ống tiêu hóa cơ bản. Tôi sẽ mở đầu bài một câu về để cho các bạn biết mình học tới đây là kỹ thuật khâu nối tiêu hóa cơ bản, nhưng tới thời nay những quan điểm đó gần như đã bị thay đổi rất nhiều bởi kỹ thuật khâu nối máy. Nhưng dù sao nó vẫn giữ lại trên đó những nền tảng rất là cơ bản, vẫn có những nguyên lý rất là cơ bản, một số nguyên lý thì có thể bị thay đổi. Bây giờ cái nhiệm vụ của mình là mình học ở cái cấp độ mà thấp nhất là đang từ sinh viên chưa biết gì trên bắt đầu vô, thì bây giờ mình phải nghiên cứu lại cái quá trình từ lịch sử là ông cha mình đã khâu nối tiêu hóa như thế nào, vì mình có rất cơ bản như vậy cho tới cập nhật 2022 tới nay còn sao. Thì quá trình học của mình đó là mình đi nghiên cứu mấy trăm năm, hàng năm lịch sử của kỹ thuật mình. Đi nó sẽ hơi nhanh chút, những cái gì chính yếu thì mình nói thôi. Bây giờ khâu nối tiêu hóa là cái gì? Ở đây các bạn sẽ có hai cái niệm, một là khâu ống tiêu hóa và thứ hai là nối ống tiêu hóa. Khâu, mình dùng cái từ trong tiếng Anh là suture, S-U-T-U-R-E đó, là bạn thực hiện cái mũi khâu mà đem áp dụng trên đường ống tiêu hóa. Ở đây mình đã học bài mũi khâu cơ bản chưa? Chưa hả? Đúng như là đang học đúng không? Bài này mình đang không có dạy mà đúng không? Chưa dạy rồi, tôi dạy bài này rồi sao mấy bạn hiểu gì? Đó là việc áp dụng những mũi khâu cơ bản, các bạn về lại sách lại coi những mũi khâu cơ bản thì mũi gì? Mũi khâu đơn, mũi khâu vắt, mũi khâu vắt liên tục đó, vắt vắt xích đó, rồi vắt bình thường đó, rồi mũi lây nó lên ti, rồi mũi dưới da vân vân, mũi khâu trong da vân vân, đó là những mũi khâu cơ bản các bạn học trong chương trình nha. Rồi khâu ống tiêu hóa là vì mình áp dụng những mũi khâu đó đem lên trên đường ống tiêu hóa, mà không phải mũi khâu nào cũng đem áp lên đường ống tiêu hóa được. Thì có một số những mũi khâu có thể sử dụng được, ví dụ như khâu đơn, ví dụ như mũi khâu vắt liên tục, vắt thường hoặc là vắt xích. Đó. Thì mình áp dụng trên những đường khâu, những mũi khâu đó trên ống tiêu hóa, mục đích là làm gì? Làm cho ống kín những thương tổn. Ví dụ như cái bao tử này, cái dạ dày nó lủng ra thì làm sao mà ăn uống là chứa được được, dịch tiêu hóa nó sẽ chảy ra, cái khâu lại là sẽ cho nó kín. Cái ruột nó bị lủng, nó bị đứt thì mình cũng phải làm sao cho nó kín lại. Cái ruột mà nó bị tổn thương, bị u, bị hoại tử, bị xoắn, bị gì đó, cái cắt khoảng một khúc đó. Rồi mình làm cách nào đó cho hai đoạn ruột này nó phải chích lên nhau, thì đó chính là việc áp dụng những mũi khâu. Như vậy một cái động tác mà bạn câu qua cột lại gì đó vân vân, giống như ở nhà mình lấy một cái kim, một cái sợi chỉ, mình giá một cái lỗ thủng ở trên cái quần của mình, đó chính là câu, việc câu. Rồi thứ hai là nói. Nói là cái gì? Nói trong tiếng Anh bây giờ nó dùng cái từ là anastomosis. Anastomosis là cái từ trong bản đó. Thì cái từ này nó gốc, nó bắt nguồn từ hai gốc là ana và thứ hai là stoma, đó là không có. Stoma là miệng mở ra ngoài, nhiều khi không hiểu được đó là cái gì, nếu như không có biết được lịch sử của nó. Anastomosis có nghĩa là bạn làm sao cho đường ống tiêu hóa này không có lỗ mở ra ngoài. Như vậy người ta định nghĩa việc anastomosis hay gọi là nối ống tiêu hóa, tức là em làm sao mà em bố trí những cái mũi khâu. Em sử dụng những cái mũi khâu đó, cái em làm sao em kết nối được các đoạn ống tiêu hóa lại với nhau, trở thành một cái hệ thống cứng và có thể lưu thông được, người ta gọi là nối. Người ta hiểu như vậy.
Như vậy cái chuyện khâu nó là một cái chuyện nhỏ, một cái chuyện nhỏ, một cái bước nhỏ trong việc nói. Nói là bố trí những cái hệ thống ruột nó đi như thế nào để có thể lưu thông được tốt nha. Giờ như lại tôi có để một cái hình cho các bạn coi. Để coi thử. Đây. Ví dụ như đây cái hình này đi. Người ta cắt cái dạ dày xong cái người ta phải cắt bỏ dạ dày rồi. Bạn học giải phẫu mà biết được khoảng đi xuống dạ dày, xuống tá tràng, xuống ruột non, xuống ruột già. Bây giờ nó cắt một khúc rồi, bây giờ làm sao? Thì một cũng có thể đem từ đây nè, lên nói đây, đó là một kiểu kỹ thuật nói. Một kiểu khác là chúng ta lấy là đó cái đoạn ruột tá tràng là ta đem, gắn lên chỗ này, đi ruột ăn từ đây đi xuống dưới này, đi xuống dưới này. Đó, gọi là một kiểu kỹ thuật nói nữa. Hoặc là ta lấy cái khúc này, ta nói nhưng mà cái hướng đi nó lại đi bên này. Một cái bạn thấy nó bắt chéo qua đây, một cái bạn con ngược qua bên này. Nói chung là nói nó giống như là chơi làm ống nước vậy đó. Bạn mà hồi xưa bạn có mấy cái trò chơi mà chơi game mà tôi là trò khoai á, tức là đảo như cái ống nước như thế nào để sắp ra thành một con đường nước chảy được. Thì bây giờ ông bác sĩ không nói ống tiêu hóa, ông cũng chơi cái trò giống vậy đó. Em lấy ống ruột nó đang với dạ dày thực quản với đại tràng, em có nó nói làm sao mà ra được thành đồ ăn đi được, mà nó phải sinh lý đi mà hỏi nó quay ngược trở lại chỗ cũ của nó không đi không được, là một cái đó chết, chỉ có chết thôi nha. Đây, đó là sơ bộ cho em biết như thế nào là khâu và như thế nào là nói. Cho nên thật ra khi mà em mà đi coi cái thầy cái anh mổ thì em sẽ thấy nó rất là thú vị, mà đôi khi em không hiểu gì luôn, không biết tại sao lại nói gì luôn. Giống như ống nước vậy đó, em nào mà có đi sửa điện hoặc là đi rót ống nước ở nhà, nhiều khi em không có chuyên môn á, em đi nhìn mấy em thợ điện, em thợ đi dây điện, đi dây nước đi hồi em không biết là ống nó đi sao. Mà nước thì thường dễ hơn dây điện nhìn vô thế đó thì căng. Thì giờ mốt đi coi cái này cái anh mổ cũng giống như người ta nói luôn vậy đó, như gian dịch thì nó giống. Ngày xưa đó các bạn, việc không nó tiêu hóa người ta không có làm được, người ta không có làm được. Cho nên hầu hết ngày xưa mình lụng ruột, đứt ruột á, người ta đem cái đoạn ruột đó để thẳng ra bên ngoài luôn. Coi như là phân nó sẽ chảy thẳng ra bên ngoài luôn, dịch tiêu hóa chảy thẳng ra bên ngoài luôn. Cái đường tiêu hóa em để chảy thẳng ra bên ngoài, nó không có chết thì người ta không có chết liền. Mà người ta sẽ suy kiệt, người ta chết do đói, do khát, do mất nước, do mất điện giải. Em ăn vô bao nhiêu nó đi xuống đó, nó chảy ra ngoài hết. Em ơi để em chưa chịu hấp thu thì từ từ em sẽ suy kiệt và em chết. Nhưng đó là một cái chết từ từ. Còn nếu mà em đi coi ống tiêu hóa đó, mà em không có đạt được cái kỹ thuật đó, thì cái khâu lại nó sẽ không làm. Khi đó bệnh nhân thì nó sẽ chết. Chết rất nhanh, chết được vòng vài ngày, còn chi có thể vài tuần. Cho nên những trường hợp là từ thời xa xưa, cái thời mà y khoa chưa phát triển đó, người ta đôi khi đụng ruột đụng gì đó, người ta thả bỏ bên ngoài luôn. Cho nên người ta mới có cái từ là mở ra ngoài, miệng mở ra ngoài. Như vậy cái miệng khâu nói nó lại làm sao cho nó kín lại, thì khi đó em không cần mở ra ngoài nữa, người ta mới dùng là anastomosis, tức là không có miệng mở ra ngoài. Tức là nó kín rồi thì em có thể không đóng kín cái bụng bệnh nhân lại, không còn cho phân, cho dịch tiêu hóa chảy ra ngoài nữa. Đó, lý do là sao mà có cái từ anastomosis đó, nhiều khi không hiểu nha. Đây, thật sự thì thật ra là những cái cuộc chiến tranh trong nhân loại đã xảy ra rất nhiều, là từ thời phượng, thời kỳ đồ đá, đồ sắt, đồ đồng, rồi gì đó thôi. Tới những thời kỳ Ai Cập, Hy Lạp, cổ đại Roma, rồi nó kiểu đế chế Ba Tư, Nguyên Mông, rồi cái chiến tranh thế giới, chiến tranh Việt Nam, đánh nhau rất nhiều, mà làm sao mà không có thương tổn, đụng ruột được, đâm chém nhau, bắn cung được cái kiểu. Cho nên bài đó đã có những thương tổn rất là nhiều. Và người ta cũng bắt đầu năm nha khâu ống tiêu hóa làm sao cho nó bích kính những cái đường ruột lại, nhưng thực sự kết quả không cao các bạn. Từ 4.000 năm trước đã bắt đầu có những ghi chép lại về việc khâu ống tiêu hóa rồi, thời phong Hippocrates á, sau đó Hippocrates còn sơ và còn trẻ hơn, sau đó là 400 năm trước còn ghi. Số dân tộc người ta còn lấy cái con kiến, người ta cắm cái đầu hai cái miếng ruột lại chính nhau, nó giống như là một số bộ tộc bây giờ người ta nghĩ còn xài cái kiến nữa là không dao. Mà chuyện đó thì giờ không có hình ảnh gì đâu. Cho nên tôi lấy cái hình này là không gian thôi, chứ đừng có sách giảng người ta có từng mấy đầu kiến mà gắn lại nha. Nhưng thực ra kết quả gần như là không có hiệu quả nhiều. Người ta nói, ông Hippocrates ông còn nói nha, thà không làm gì còn hơn là không nói ông tiêu hóa. Có nghĩa là thà cái ruột bị lủng nó bỏ nó chết nó còn chậm hơn so với đem đi câu bỏ lại trong bụng nó còn chết qua hơn nha. Thời Trung Cổ thì người ta mới nghĩ là một trò, người ta lấy cái khí quản của những loài động vật vô hỏ, đồ gì dê đó, người ta nhét vào phần ruột, nó khâu lại để cho nó lập. À, nhưng mà kết quả thì nói chung cũng không có được mỹ mãn đâu, rất nhiều trường hợp không lập. À. Tới thế kỷ 19,
em cứ tưởng tượng hết thời kỳ nhân loại tới thế kỷ 19, hơn cả mấy ngàn năm con người sống trong đêm đen của đi qua. Từ thế kỷ 19 thì một loạt công trình nghiên cứu các nhà giải phẫu học, sinh lý học, vi sinh học, vân vân, đủ các loại hết, dược hóa sinh học, và nó đưa ra những cái cách để chúng ta có thể nhìn nhận về sinh lý sinh học nó tốt hơn. Từ đó các nhà bác học như Robert Leber, Hans Napoleon, mấy ông đó mới cho ra những cái kỹ thuật khô nấm tiêu hóa cải tiến lên rất là nhiều, và khi đó bắt đầu mang lại tỷ lệ thành công cao hơn trước. Ngày xưa làm gần như là chết hết, còn bây giờ làm bắt đầu có tia hy vọng sống, bắt đầu có tia hy vọng sống. Nhưng ngày xưa nó lủng ruột là gần như trước sau chết. Em có tưởng tượng em thử như thời như chiến tranh, như thời Tam Quốc Diễn Nghĩa, Hán Sở tranh hùng rồi này đó, tưởng tượng đánh nhau cầm rèo trên nó biết nhiêu tướng sĩ được chết đúng không, vết thương trúng tên rồi có người sống có người chết. Thật ra tên bắn vô bụng cũng có thể có người lủng ruột, cũng có người phật hơn thì nó khi nó không trúng ruột xui, nhiều khi nó trúng ruột, nó trúng ruột thì còn hơn xui nữa. Nhiều khi nó trúng ruột tự làm được, nhưng thực ra vẫn có những trường hợp làm được, thậm chí nếu làm được thì nó rò phân ra bên ngoài. Còn những trường hợp nó không làm được thì nó diễn tiến thành biến chứng viêm phúc mạc. Các bạn học trong ngoài cơ sở biến chứng viêm phúc mạc là được không, và nó diễn tiến nhiều ngày nhiều ngày. Nếu khi nào bắn tên hoặc là đâm chém thì nó trúng ngay mạch máu lớn thì chảy máu ra chết vòng nội 24 giờ là chết luôn. Còn những trường hợp khác lũng đường tiêu hóa thì bệnh nhân sẽ chết sau vài ngày sau đó nha. Thì thời kỳ trung cổ nó là vậy, ở cả từ đông sang tây. Rồi tới những năm 1970 thì một cuộc cách mạng lớn trong việc phân ống tiêu hóa nữa, đó chính là việc ra đời của những máy không nói ống tiêu hóa. Mà nãy các bạn đã chiêm ngưỡng được đó là còn hai đoạn clip. Thì thực ra những cái máy thời những năm 1970 là những máy rất thô sơ, chứ không phải giống như những dụng cụ nãy giờ mà các bạn vừa xem đâu. Đó, nhưng dù sao nó vẫn đã là khởi nguồn. Và các bạn biết là những cái máy này nước nào phát triển, các bạn biết không? Liên Xô, Liên Xô là nước đầu tiên làm ra những cái dụng cụ không nói máy gọi là software. Một cái ý mà tôi muốn nhấn mạnh cho các bạn, biến chứng xảy ra từ nước nào. Cái bài này bắt buộc phải dạy cho sinh viên, nhưng tôi bảo đảm với các bạn, từ đây cho tới ra trường luôn, không có sinh viên nào được thực hiện kỹ thuật này hết. Bài này hầu như chỉ dạy cho các bạn về mặt lý thuyết thôi, chứ không cho các bạn, không để cho các bạn thực hành được, bởi việc này liên quan đến sự sống con người. Bác sĩ ra trường đi làm 5 năm còn chưa được làm chuyện này nữa. 1, 2, 3 năm là chắc chắn không được làm. Từ 4, 5 năm trở đi có thể được không cho người, nhưng vẫn chưa được đứng chứng danh em là người chịu trách nhiệm của ca mổ đó. Từ khoảng 5 năm trở đi có bằng sau đại học là đàng hoàng, lúc đó em mới được đứng tên là khâu nấm tiêu hóa. Bởi vì cái kỹ thuật này nè, tuy là tới thời đại ngày nay rồi đã được phát triển hầu như là đạt gần như là tới cái mức gọi là hoàn hảo về mặt kỹ thuật của nó đó. Nhưng tỷ lệ xảy ra biến chứng vẫn có, gần như là từ 10-20% tùy theo đơn vị mà nó thống kê. Chế độ có nghĩa là em làm tốt cái cỡ nào đi nữa vẫn có thể xảy ra biến chứng. Và biến chứng xảy ra do bệnh nhân đó chính là biến chứng xì giò miệng nói, đó là biến chứng thường gặp nhất. Và một khi mà xảy ra biến chứng này, không phải là đổ lỗi cho phẫu thuật viên là ông không dở quá, ông không sai quá, mà nó còn nhiều yếu tố chi phối. Các bạn chút xíu là sẽ thấy nó bị chi phối bởi những yếu tố gì. Cho nên cho dù mình làm hết sức, tụi tôi hay nói chơi với nhau thôi, làm thì làm hết mức rồi đó, câu là câu này là coi như là quá kỹ luôn rồi đó. Bây giờ muốn xì thì nó xì thôi, chứ ai biết làm sao nữa. Cho nên thật sự vậy, cho nên chỉ riêng phẫu thuật viên rất nhiều kinh nghiệm thì khi đó mới có được truyền câu tiêu hóa như vậy để giảm thiểu cái tỷ lệ rủi ro cho bệnh nhân. Nhưng mới là đem vô câu là nhiều khi thứ nhất bản thân bệnh nhân sẽ phải gánh chịu biến chứng, và thứ hai là bản thân chính những phẫu thuật viên trẻ, những phẫu thuật viên những người mới, người ta sẽ không thể nào chịu nổi trách nhiệm khi một người bị xảy ra biến chứng. Bởi vì không nóng tiêu hóa một khi nó không xảy ra thì thôi, mà đã xảy ra biến chứng rồi là bệnh nhân thường đai tử vong, không tử vong thì cũng sống không bằng chết. Cái xì rò 1 năm 12 tháng vô bệnh viện không biết là bao nhiêu lần, kéo dài dài 3 năm như vậy, nếu được giải quyết triệt để là hơn thì có thể sống, còn nếu không thì cũng có thể chết luôn, một diễn tiến từ từ suy kiệt chết luôn. Cho nên mới nó nhấn mạnh các bạn biết cái bài này nó nguy hiểm là nó quan trọng như thế nào. Là sinh viên hầu như không có cơ hội được chúng ta vô làm đâu. Ngày xưa là tôi học cái bài này thì còn do bài thực hành đó là không thể đuổi theo. Sau này thì thầy đạt họ cắt luôn bài này, không cho thực hành luôn, không cần thực hành luôn, coi cho biết, nghe cho biết gì đâu có được làm. Cũng không phải ai cũng đi theo chuyên ngành phẫu thuật tiêu hóa. Rồi như vậy thì khi nào mà không muốn tiêu hóa, nói chung có bất cứ thương tổn nào có được tiêu hóa thì đều sử dụng mỗi con tiêu hóa hết. Lũng ruột, lũng dạ dày,
do bệnh lý viêm loét dạ dày tràng đó, rồi gây ra bệnh như vậy đó, rồi vết thương đâm vô ruột, vết thương đâm vô dạ dày, vết thương đâm vô đại tràng vân vân. Thậm chí không nói tiêu hóa này không chỉ có duy nhất là đối với đường tiêu hóa đâu, mà thậm chí khâu bàng quang cũng giống như là con tiêu hóa vậy, hoặc là khâu túi mật cũng không giống như là con tiêu hóa vậy, hay chỉ cần giống như vậy luôn. Rồi những trường hợp khác ví dụ như là u ruột hoại tử, ung thư đại tràng, hoặc là đoạn ruột bị xoắn, bị nghẹt, bị hoại tử, thì bất cứ bệnh lý nào đó mà phải cắt bỏ cái đoạn đó đi, thì khi đó nói cả một bệnh nhân đều phải áp dụng các buổi khâu sẽ tiêu hóa đó. Đây là một số bệnh lý mà các bạn có thể tham khảo. Ví dụ như đây là đoạn ruột bị dập hoại tử này, đây là một trường hợp chấn thương bụng, vỡ ruột, nha, tai nạn giao thông, bể nát, lưng trên cắt bỏ mấy cái khúc ruột bể này ra, lấy cái đầu này. Nói là những cái đầu dưới này được tặng lên. Đây là một đoạn ruột bị thủng do loét nha, bệnh lý. Đây là u đại tràng, ung thư đại tràng đó. Thì này là polyp đại tràng, thì ta cắt bỏ một cục đại tràng này đi, rồi ta sẽ phải nối hai đầu lại với nhau. Đây là đoạn ruột bị hoại tử do tắc mạch mạc treo. Các bạn biết ruột nó có mạch treo nuôi đó, và khi nó cắt cái mạch máu đó thì nó giống như là nhồi máu cơ tim vậy đó. Cái này là nhồi máu mạch treo, đoạn ruột này bị hoại tử, thì mình phải cắt bỏ cái đoạn ruột này đi và sau đó nối lại. Và thực ra cái ca như cái hình này không có cơ hội để nói lại, ca này tử vong. Ca này lý do tại sao? Tại vì nó nhồi máu toàn bộ ruột luôn, nó tắt ngay cái mặt gốc nó rồi, không còn miếng ruột non nào để có thể nối được nữa đó. Cho nên bệnh nhân này sẽ bị gọi là, nếu mà phải cố gắng nói thì phải lấy tá tràng mà đi nói với đại tràng, thì bệnh nhân này sẽ rơi vào một viện đó gọi là không còn khả năng dung nạp dinh dưỡng, thì gọi là hội chứng ruột ngắn. Thì em cứ tưởng tượng ăn vô nhiều cứ đi xuống đại tràng. Đại tràng là nơi hấp thu dinh dưỡng không? Không, đại tràng hấp thu nước thôi, bao nhiêu dinh dưỡng nó ăn đi xuống thì là hết rồi, như xong. Nhưng người em không có một miếng dinh dưỡng gì, nội dòng 5-6 ngày thì em sẽ chết. Bây giờ chết vì suy kiệt, chắc chắn cũng không làm được đường tiêu hóa, cho nên những ca mà người nữ bộ đường non này coi như là chết chắc. Em học y em dễ bị suy sụp, bởi vì em sẽ thấy nhiều bệnh không thể nào chữa được. Thà không biết gì thôi, mà một dịch còn tiên dọn nào đó, những người mà học y xong là thông thường khi gặp cái bệnh gì đó mà thấy rằng bệnh này vô có thuốc chữa suy sụp nhiều hơn so với người dân. Đây, ôn lại chút xíu về mặt giải phẫu. Giải phẫu này vẫn tính chất thực hành hơn, chứ không phải là giải phẫu chuyên môn, giải phẫu dạy rất kỹ. Thì về mặt thực hành đó, ruột nó có rất nhiều lớp các bạn, nhưng mà về mặt thực hành thì nó được chia thành 4 lớp cơ bản từ ngoài vào trong. Thứ nhất là lớp thân mạc, thứ hai là lớp niêm, xin lỗi, lớp cơ, thứ ba là lớp dưới niêm, và thứ tư là lớp niêm mạc. 4 lớp như vậy. 4 lớp này đều có vai trò trong việc đảm bảo độ vững chắc của thành ống tiêu hóa hết, đều có tác dụng đảm bảo độ vững chắc hết. Trong số đó có cái đặc điểm đặc biệt sau đây. Lớp thanh mạc thường nó rất là trơn váng và thực sự nó cũng rất là dai chắc các bạn. Cho nên khi mà không ống tiêu hóa, nếu các bạn mà lấy lớp thanh mạc mà ép lại được lớp thanh mạc với nhau, chính nhờ vào cái độ dai chắc của nó là nó sẽ giữ rất là giữ, nó giữ rất là, nó giữ cái ruột là dính rất là chặt luôn đó. Và thứ hai nữa, nó có một cái độ nhum nhớp. Các bạn về nhà mà mổ bụng heo, mổ bụng gà, rồi bạn cầm cái ruột, các bạn thấy nhớp, cái độ nhớp nhớp của nó như vậy đó, nó tạo ra cái độ kín khít giữa hai cái mối cầu con. Bạn cứ tưởng tượng là hai cái mặt mà nhám áp với nhau thì cái độ khít nó sẽ không nhiều, nhưng hai cái mặt mà mịn trơn láng nhớp nhớp áp với nhau, độ khít của nó sẽ rất là cao. Cho nên lớp thanh mạc và lớp thân mạc mà áp lại với nhau là cái lớp đảm bảo độ kín khít của ống tiêu hóa. Thứ hai nữa là lớp cơ. Lớp cơ thì thực ra nó là nó bao gồm hai lớp cơ, cơ dọc và cơ vòng dạ dày, nó thêm cơ chéo nữa. Và hầu như tác dụng của nó chỉ là việc là nó tạo ra một cái độ dày mô để cho cái vị khâu nó được vững chắc thôi. Nó tạo ra độ dày, càng dày thì nó càng chắc. Một số nơi cái cơ nó rất mỏng các bạn. Ví dụ như là ở ruột non cơ nó sẽ mỏng hơn dạ dày, dạ dày thì nó dày, dù cái đường dày lúc nào nó cũng cứng nhắc hết. Đại tràng, nhất là ở trực tràng các bạn, cái cơ nó rất là mỏng, và những vị trí đó các bạn sẽ thấy thành ruột nó mỏng hơn. Chính vì vậy mà nếu để so sánh với nhau thì dạ dày là cái nơi mà khâu xong nó vững chắc nhất và nó dễ làm nhất. Còn những vị trí khác ví dụ như là đại tràng, thông thường khâu cái tính tầm của nó sẽ kém hơn rất nhiều so với dạ dày nha. Bởi vì nó ít mô để nó biểu hiện các nền. Lớp dưới niêm có một đặc điểm rất quan trọng, đó chính là hệ thống mạch máu, và thứ hai là hệ thống mô liên kết. Các bạn thấy cái thành ruột á, bạn nhiều khi bạn cứ tưởng tượng lớp cơ với lớp thanh mạc là cái lớp vững chắc nhất, nhưng nó không phải, mà cái lớp vững chắc nhất của thành ống tiêu hóa là lớp dưới niêm. Bạn không tin gì nhà bạn mua một đoạn ruột heo, mà
bạn cầm cái đoạn ruột đó, bắt đầu bạn kéo căng nó ra đi, để bạn định có dựng cái vực ra nha, mình không biết được, mà bạn kéo nó là từ từ. Khi bạn kéo nó là từ từ vậy, bạn sẽ coi cái thằng nào test trước tiên thì bạn sẽ biết. Thực sự khi bạn kéo nó như vậy, đầu tiên là cái lớp cơ nó sẽ đứt trước, rồi sau đó nó tới cái lớp thân mạng, và sau đó nó sẽ còn dính lại đấy. Hai cái đầu với nhau là chính là dưới liên hệ thống mô liên kết và hệ thống mạch máu còn liên kết. Và nếu bạn giật mạnh nữa thì khi đó nó mới đứt cái dưới liên ra, rồi cuối cùng đứt luôn lớp niêm mạc. Ủa, nếu nói vậy thì ông dưới liên mà đứt rồi mới tới niêm mạc đứt mà. Vậy sao nói ông dưới liên lại cứng chắc hơn được? Bởi vì thực ra ông dưới liên ông cứng chắc nhưng cái độ dài của ông nó lại cố định. Còn ông niêm mạc ông có một đặc điểm, đó là lớp niêm mạc đó mềm, nó mỏng thật nhưng mà nó nhiều. Các cái cấu trúc của nó dùng trên một cái bề mặt mặt phẳng ở dưới niêm như thế này, một bề mặt mặt phẳng dưới niêm như thế này thì niêm mạc nó lượn lên lượn xuống, lượn lên lượn xuống, cho nên nó đứt cái phần dưới niêm trước thì cái niêm mạc của nó giãn ra, nó giãn ra nhưng mà nó có chịu lực, rồi tới lúc nào nó giãn hết được thì nó đứt thôi. Cho nên ông dưới niêm là ông chịu lực nhiều nhất. Đó thì đặc điểm nó là như vậy. Và trong lớp dưới niêm này nó có mạch máu, cho nên nếu mà ruột mà đứt ngang á, nó chảy máu thì nó sẽ chảy từ cái lớp dưới niêm nó chảy ra. Rồi nhớ hai đặc điểm đó. Kế tiếp nữa là lớp dưới niêm, xin lỗi, lớp niêm mạc. Lớp niêm mạc là cái lớp này là cái lớp khó chịu nhất. Nó chính là cái lớp đặc trưng của ống tiêu hóa. Bởi vì nó là nơi chế biến dịch tiêu hóa, nó có tế bào những một tiếng nữa đó. Nó tiết ra dịch tiêu hóa, nào là vaccine, nào là dịch vị, rồi vaccine L, vân vân, ruột, vân vân các loại. Cho nên nó chính là cái thằng phá rối giống như trong đèn. Em cứ tưởng tượng đi, tất cả những cái ngang tiêu hóa nó tác dụng nó là gì? Là tiêu hóa, là ly giải thức ăn, là ly giải protein hay là glucose, vân vân các loại. Em cứ tưởng tượng những cái chất men đó mà nó đi vào một cái mối vết thương đang lành thì chuyện gì sẽ xảy ra? Thì nó sẽ tiêu luôn cái mối vết thương đó, nó ăn luôn rồi. Dịch tiêu hóa mà đi vào chỗ đó thì nó sẽ gây ly giải chỗ đó ra và khi đó vết thương sẽ không thể làm được. Cho nên nếu mà lớp niêm mạc này nó chèn vô ngay vết thương là vết thương nó sẽ kém lần. Mà lớp niêm mạc này luôn có xu hướng là lúc nào cũng muốn chui ra ngoài khỏi vết thương, bởi vì nó nhiều, nó lượng sống như thế này. Tức cái là nó cứ ẹo ra ngoài, tức cái là cứ ẹo ra ngoài, nó cứ tìm cách nó trồi ra ngoài, cho nên lớp niêm mạc lúc nào cũng lồi ra. Và như vậy phải làm cách nào để em đưa nó về đúng vị trí của nó, niêm mạc nó phải đi vô trong lòng ống tiêu hóa nằm kín ở trong đó thì mới đạt được. Rồi đó là một số đặc điểm. Ngoài ra về mặt đại thể nó còn hai bờ nữa. Thứ nhất bờ này nó gọi là bờ tự do, và thứ hai là bờ mạc treo. Mạch máu là đi từ bờ mạc treo cho tới bờ tự do, cho nên vị trí bờ tự do là cái nơi ít mạch máu nuôi hơn so với loại bờ mạc treo nha. Đây mình nắm một số những đặc điểm như vậy. Rồi đây là hình ảnh của một đoạn ruột trong quá trình tăng phẫu thuật đó. Các bạn sẽ thấy từ những cái mạch máu chính ra những cái động mạch cung, rồi sau đó tới mạch thẳng đi vào trong ruột non nha. Và từ đây nó có nhánh mạch máu chạy dài lên đây để nuôi. Đây là bờ tự do và đây là bờ mạc treo. Trong hai cái bờ này nè, mà nếu đi thông nó ống tiêu hóa đó, người ta sẽ đặt ra câu hỏi vị trí nào là vị trí thường dễ bị xì dò ống tiêu hóa nhất, tức là thông lầm nhất đó. Thì về mặt lý luận á, người ta nói á, là nếu mà ở bờ tự do thì ít mạch máu nuôi, cho nên chính vì ít máu nuôi thì khả năng làm vết thương kém hơn, đúng không? Hoặc là sẽ làm vết thương rồi, đúng không? Thì đợi vậy, chỗ nào nhiều máu thì chỗ đó nhiều phản ứng viêm, chỗ nào nhiều phản ứng viêm thì chỗ đó dễ làm. Cho nên người ta nghĩ là nếu mà ít máu nuôi thì chỗ này ít làm nhất, dễ bị xì nhất. Nhưng ngược lại, trên thực tế lâm sàng người ta thấy rằng ngay tại bờ mạc treo vị trí này nó lại dễ xì nhất. Tuy là nó nhiều mạch máu nuôi thiệt, nó nguồn máu nuôi nó cung cấp, nó dồi dào thiệt, nhưng mà nó dễ xì. Tại vì sao? Bởi vì vị trí nó quá hiểm yếu, ngay chỗ đó nó chính vì cái mạch treo, cho nên trong quá trình người ta câu nói đó các bạn, cái việc xử lý kỹ thuật nó trở nên khó khăn hơn, và người ta thường có thể dễ bỏ sót cái vị trí ở chỗ đó, còn để cái kẽ nở tại chỗ đó, và thế là nó gây ra xì thì nói ngay tại vị trí đó. Cho nên trên thực tế lâm sàng người ta nhận thấy là xì ngay tại chỗ này nhiều hơn so với bệnh tự do. Rồi, xử lý lần miệng nói. Cái này các bạn có thể ôn lại ngay bài sự lần vết thương đó, nó cũng tự tựa giống như vậy. Tuy nhiên nó có những cái đặc điểm như thế này. Các bạn học bài sự lần vết thương rồi, các bạn biết những điều kiện thuận lợi và bất lợi cho việc lần vết thương. Thì ông đường ống tiêu hóa này nè, ông mà muốn lần một cái vết thương là ống tiêu hóa,
thì cái điều kiện để làm nó luôn trong điều kiện bất lợi, nó luôn trong điều kiện bất lợi. Đó là gì? Thứ nhất, môi trường rất là dơ, lúc nào cũng có phân hết trơn, và phân không phải là điều kiện thuận lợi, có vi trùng trong đó nha, để nó khiến cho sự lòng nó tương rất kém. Thứ hai, cái ruột nó không có nằm yên các bạn, lúc nào cái ruột nó cũng di động hết, nó co, nó bớt, nó tống đồ ăn, nó chỉ cần nằm im một ngày hai ngày trong bụng nhiên dướng lên rồi nhưng không đi cầu được, là tắt ruột căng hơi lên thì nó lại càng khiến cho cái miệng nó có xu hướng căng và xa nhau ra. Cho nên đường ống tiêu hóa lúc nào cũng có nhu động, không có nhu động thì cũng bị ứ hơi căng ra, cho nên luôn luôn trong điều kiện bất lợi. Cái chuyện thứ ba, một người mà bị bệnh phải cắt nối ống tiêu hóa rồi, ví dụ như lủng ruột nha, và bị hoại tử ruột hoặc là bị khối u gì đó, lúc nào cơ thể cũng đang trong điều kiện bất thuận lợi, đó không phải là một cơ thể khỏe mạnh. Em bị sốc, em bị thủng ruột, em bị thủng dạ dày, em gì đó rồi em diễn tiến thành viêm phúc mạc, em diễn tiến thành bị sốc nhiễm trùng, thì hệ tuần hoàn trong cơ thể em chắc chắn không nào bình thường. Đã bị sốc hoặc nhiễm trùng huyết thì lưu lượng máu phải giảm xuống, và khi đó máu đi tới nuôi chỗ đó cũng khóc xuống ruột. Và máu mà nuôi đất như vậy giống như kiểu là đất nước đang kiệt quệ và bây giờ là bị chiến tranh dùng xa nữa, thì đâu có nguồn tiền đâu mà đưa tới đó để mà xây cất để dùng nó được. Cho nên để làm một miệng ống tiêu hóa lúc nào cũng bị bất lợi hơn so với một ít lớp trên da bình thường nha. Rồi, mình nắm những chuyện đó để mình hiểu được việc làm một cái vết thương ống tiêu hóa khó khăn như thế nào. Thông thường nó sẽ chuyển biến một số giai đoạn sau đây. Đầu tiên là giai đoạn sớm, hay là gọi là giai đoạn lắc phase. Mấy bạn chơi game, mấy bạn hay nói là mạng này lắc quá, lắc là vậy đó. Lắc là gì? Tức là không có một cái phản hồi gì hết, không có một cái sự chuyển biến gì hết. Trong giai đoạn 4 ngày đầu sau khi mà các bạn không có ống tiêu hóa đó, thì hầu như là nó chỉ xảy ra quá trình dị hóa tại chỗ mà thôi, tức là không có tổng hợp gì hết. Và thời điểm này cái chỗ khâu đó nó chỉ bền chắc được là dựa vào cái sức của sợi chỉ mà thôi. Mà cái việc này nó thứ nhất là một phụ thuộc cái chất lượng sợi chỉ, thứ hai nữa là phụ thuộc vào cái kỹ thuật của người con nối. Cho nên trong thời điểm này nè, nếu mà giả sử bệnh nhân mới mổ khâu thủng dạ dày hôm trước, ngày hôm sau thấy cái ống dẫn lưu ra nó chảy ra ngoài đó, mà là cái dịch của dịch dạ dày, dịch tiêu hóa rồi, thì có nghĩa là làm gì xịt. Mà nếu mà nó trước 4 ngày thì cái này là do kỹ thuật, là do anh bác sĩ khâu nó khâu dở. Nói thẳng là vậy luôn, anh đã sai sót làm kỹ thuật, anh khâu không đúng, anh khâu không đủ, có thể xịt gì mà anh dở, nó bị đứt, hoặc là có thể anh khâu bỏ sót vị trí nào đó, còn là anh bỏ cái nào không mình, nó không được chính. Cho nên trước 4 ngày mà nó xì thì đó là do nội kỹ thuật, có thể bác sĩ, có thể chất lượng của chị mình. Sau 4 ngày trở đi, thì thông thường đã bắt đầu từ chấm chấm ngày 3 rồi, là nó đã bắt đầu có quá trình đồng hóa rồi, thì khi đó là giai đoạn này, nó gọi là giai đoạn tăng sinh, nó tương đương với giai đoạn proliferation, hay giai đoạn mô hạt trong sự lành thương các bạn đó. Giai đoạn này bắt đầu được collagen bắt đầu hình thành để tạo ra sự bình chắc của cái món nón. Cho nên người ta mới hay nói rằng bệnh nhân mà tồn tại có được 4 ngày không xì, qua khỏi ngày thứ 5 thì hầu như từ bệnh nhân này coi như là diện còn khả quan, coi như nó đã bắt đầu tới giai đoạn mà nó làm vết thương rồi nha, bắt đầu nó đã làm lại được. Giai đoạn từ 10 ngày trở đi thì bắt đầu lúc này vết thương đó, cái độ bền chắc của nó từ khoảng 70-80% trở đi rồi, bắt đầu nó sẽ từ từ nó chuyển hóa, rồi nó co rút cái mô sợi collagen lại để tăng cái độ bền chắc lên kìm, hay gọi là tương ứng với giai đoạn mô sẹo về sau, giai đoạn mô sẹo về sau. Đấy, như vậy từ tất cả những cái chuyện này mà mình mới suy nghĩ một chuyện là làm sao em phải có một cái vật liệu không tốt đảm bảo được nó có thể giữ được, nó có thể đảm bảo nó giữ được cái vết thương đó tối thiểu cho bệnh nhân là phải cỡ từ 10 ngày trở đi nha. Ngày xưa nếu các bạn người ta khâu sợi chỉ á, người ta hay thường câu bằng chỉ kết phút hoặc chỉ romit, các bạn mà không biết đã học bài chỉ chưa, thì phút dài học chưa? Thì sợi chỉ ngày xưa cái độ bền nó chỉ khoảng 15 ngày thôi, cho nên ngày xưa đó câu bị xì rất là nhiều, cái thời là thế kỷ 19-20 đó câu xì rất là nhiều, sợi chỉ nó chỉ làm được, nó chỉ giữ được 15 ngày thôi là bắt đầu nó giảm độ bền, nó có thể tan ra rồi. Nhưng bây giờ câu chuyện đã khác rồi, sợi chỉ bây giờ đó là những cái con chỉ tan đó nha, tan bây giờ bình thường mình phải cỡ 60 ngày, 90 ngày. Con chỉ tan trọng hay là chỉ PDS gọi là polyethylsalon, là một loại chỉ ngày nay rất được ưa chuộng trong khâu ruột nha. Nó vừa là chỉ đơn sợi, ít tính nhiễm trùng hơn, thứ hai nữa độ bền nó rất cao, nó có thể tồn tại trong 180 ngày, tức là 6 tháng, rồi sau đó nó bắt đầu giảm độ bền chắc.
cho nên để lại cho một cái mối con chất lượng rất là tốt và hoàn toàn yên tâm được nha. Cho nên ngày nay hầu như khâu ruột thì là chủ yếu là xài PBS Body Bio Salon nha, phải vậy là cái này. Đây cũng giống như bài sự lập chất lượng vậy đó, những yếu tố gì chi phối một bệnh nhân có thể làm được hay không. Thứ nhất, những yếu tố thuận lợi thì thực ra cứ lấy chuyện thuận lợi bạn làm ngược lại sẽ không còn thuận lợi nữa, thành bất lợi thôi. Ví dụ như bệnh nhân mà có dinh dưỡng tốt, thể trạng một người là khỏe mạnh nha, không phải là quá mập nha, khỏe mạnh nha, cơ bắp đồ vững chắc này nọ, ăn albumin trước mổ albumin trước mổ mà cao á thì khi đó không được, những trường hợp đó khả năng lầm rất là cao. Trước mổ mà albumin thấp, người đó bị suy dinh dưỡng có sạp giảm thân tích đó nữa thì khả năng người này bị xì sẽ rất cao, và cơ thể nó ăn suy yếu mất dinh dưỡng rồi. Chứ như nghèo mà bây giờ chưa đi xây cất thì làm sao có tiền mà xây, đúng không? Thứ hai đó là huyết động cho ổn định. Nếu mà em mổ cắt ruột hoặc khâu nối ruột đó trong tình trạng là bệnh nhân trước đó không có bị sốc thì khả năng lầm người này tốt. Nhưng mà nếu mà người này trước đó bị sốc, khả năng của người này bị xì sẽ cao lên. Tương ứng như vậy, từ huyết động ổn định thì bạn có tướng máu ngoại vi. Thứ ba đó, thứ tư đó là đại tiện tốt, nghĩa là đường ruột nó phải thông thương. Người đó trước đó người ta bị bí, nói chung đại tiện, người ta bị cắt ruột và thường xuyên bị táo bón, nói chung là cái đường ruột nó không bị không tốt, thì khi đó cái khả năng bị xì rất là cao. Những yếu tố bất lợi là sử dụng steroid liều cao, tức là giống như uống một cái huyết nhiều đó các bạn, thì mà chúng nó xin đó. Già, đương nhiên già phải chém rồi, thiếu máu thì đồng nghĩa thì thiếu dinh dưỡng luôn. Sốc siêu thấp như phúc mạc, ure máu cao, đấy có đường uống thuốc kháng nghiện rượu, miệng nói thấp ở nam giới. Miệng nói thấp ở nam giới là tại vì người ta thấy rằng trong cung tiểu cung của người nam đó, cái hố chậu nó rất là nhỏ các bạn, và cái hệ thống mạch máu nó cũng kém. Nếu mà miệng nói càng thấp thì cái khả năng máu lưu nó càng kém, cho nên là khả năng xì rò rất là cao. Xạ trị trước mổ thì nó khiến cho ruột bị tổn thương viêm trước mổ rất là nhiều và giảm độ lành vết thương. Và biết xạ trị là gì? Xạ trị là cái phương pháp để tiêu diệt cái bào ung thư, mà nó làm cho cái bào ung thư chết thì những cái bào lành xung quanh nó cũng đâu khỏe mắn gì. Cho nên khi mà bạn phải cắt nối trong một tình trạng bệnh nhân bị xạ trị thì không thường khả năng bị xì rò khá cao. Đây yếu tố của bạn kỹ thuật, nếu mà em không mà áp thanh cơ với thanh cơ lại với nhau được hoàn chỉnh thì khả năng làm rất tốt, giống như anh nói, không có tắc nghẽn và có đóng nằm theo đồ bài, nó tạo thành một cái hệ thống giống như là trả lời gì đúng như cái gì mà đã có. Bất lợi là nhiều thức ăn trong lòng hình thành hematoma, tức là máu tụ trong quá trình dòng máu nó không được tốt. Rồi đóng dẫn lưu nằm ở vị trí mà ngay chỗ bị nối thì nó sẽ gây ra một cái sự cọ sát. Người ta mổ bụng người ta hay đặt một cái ống dẫn lưu vô để dẫn cái dịch ra. Nếu cái ống này nằm ngay chỗ bị nối nó có thể cọ sát gây chảy xước cho nó, còn nếu như không làm luôn nó gây ra xì rò nha. Rồi đây là nấm của xì. Biến chứng không ống tiêu hóa, biến chứng đáng sợ nhất đó chính là xì nha. Giống như mình giá xe mà mình sợ bị xì vậy đó. Thì các bạn thấy đây là một số nặng. Thứ nhất là cái hình bên này là cái hình mà rộng ruột non á, người ta thâu lại rồi nhưng nó không làm được, nó bung ra, nó chảy dịch phân ra, đây là xì nha. Đây thứ hai là một cái miệng nối như ruột non và dạ dày mà không nối bằng máy, không nối bằng máy. Thì tới ngày thứ tư á, bệnh nhân này bị đau sốt và khi đó mở bụng khám sát lại trở lại thấy cái chỗ này không nối bằng máy này nó bị xì ra. Tôi lấy cái tay nè, tay tay tôi á, ép vô bạn thấy nó phun một cái dòng nước từ chỗ này ra, chứng tỏ nó không còn kín nữa. Nếu nó kín thì nó không phun ra như vậy nha, và đây là bị xì. Ngoài ra thì những biến chứng khác là như tắc ruột, chảy máu miệng nối, nhiễm trùng vết mổ. Các bạn nhớ là xì miệng nối thì nặng nhất là xảy ra vào ngày năm. Từ sau ngày năm mà nó không xì thì hầu như bệnh nhân này có thể giống như là gọi là quá chung rồi đó. Quá chung này coi như là ổn rồi đó. Biết sao người ta nghe cái từ qua chuông không? Qua chuông này không phải là ngày xưa đó là cái từ gọi là qua chuông, chứ không phải là qua chuông. Ý mà nói là vượt qua được một cái gì nó khó khăn vất vả là đó là cũng như ổn luôn đó. Ngày xưa qua chuông ngày xưa nó giống như là cái thằng vậy đó, em biết chuông nhà hồ, chuông thằng nhà hồ rồi đó. Em chỉ cần bước qua được cái thằng lũy nó mà không bị bắt là coi như là em an toàn nhảy khỏi đó. Là qua chuông, biết đọc một cái chuông qua chuông. Rồi khi câu đó tiến hóa thì làm ơn tuân thủ theo những nguyên tắc này. Đây là năm nguyên tắc bất di bất dịch của câu nói tiêu hóa từ cổ chí kim luôn nha. Đây gọi là năm nguyên tắc cơ bản kinh nghiệm. Thứ nhất là phải chắc chắn, tuy nhiên rồi nối hai cái ruột lại với nhau mà cầm xong rớt ra hai bên thì làm sao mà xài được. Để đảm bảo một tính chắc chắn thì người ta sẽ phải khâu càng nhiều mô càng tốt.
và độ dày mũi câu cũng như số lượng mũi câu càng nhiều càng tốt, đúng không? Thì nó mới đảm bảo được. Dù như mà câu mà không thưa quá, kiểu như cắt nhau chừng 2-3 cm với câu mũi thì làm sao đảm bảo được tính chắc chắn? Vậy thứ nhất là phải câu đủ độ dày và đủ máu, thứ hai là đủ số mũi. Kế tiếp đó là cầm máu. Em khâu làm sao, em không nói làm sao mà cuối cùng cái miệng nó không được chảy máu nha. Nếu mà em không khâu, không làm cái chuyện này được tốt á, thì khi đó máu nó sẽ chảy rỉ rả vô trong lỏng tiêu hóa thì bệnh nó sẽ mất máu, vì sao đó có thể tử vong luôn. Cho nên em phải làm sao kiểm soát được cái lớp dưới niêm. Em có thể đốt cầm máu, em có thể khâu cầm máu cho nó đừng chảy máu nữa. Nhưng nếu em cầm máu quá nhiều thì nó sẽ lại bị một chuyện, đó là không có nguồn máu nuôi tới cái chỗ bị nối đó. Cho nên em làm kiểu gì cũng biết, em đốt em không, em làm gì nó biết cho nó không được chảy máu, nhưng nó phải còn máu, không chảy nhưng nó phải còn máu, vậy nó mới có. Thứ hai là, thứ ba đó là trứng. Trứng tức là em không làm sao mà cho dịch mà hơi của lỏng tiêu hóa không được xì ra ngoài. Như vậy để đảm bảo được chuyện đó thì phải không đủ độ dày và không đủ số mũi, cũng giống như chắc chắn vậy đó. Kế tới đó là trứng miệng đồng. Hồi nãy mình đã nói rồi, niêm mạc là một cái lớp rất là gây chuyện, cho nên làm sao em đưa được cái niêm mạc còn vô bên trong thì đó là tính biệt lập. Em làm sao em không cái gì đó mà niêm mạc không phải đi vô bên trong còn ống thì gọi là đảm bảo tính biệt lập. Rồi bây giờ mình nghĩ nãy giờ là có chắc chắn là có cầm máu, có kính, có biệt lập là vậy, mình càng câu thiên nhiều môn, mình càng câu thiên nhiều mũi thì càng tốt, đúng không? Nhưng nó lại không được như vậy. Em càng câu thiên nhiều môn, em càng câu thiên nhiều mũi thì một là nó sẽ không có nuôi luôn, nó xiết lại máu không tới được. Nó giống như là em lấy dây mà em quấn cái tay của em vậy đó, thì giờ cái tay của em nó bị tê luôn, nó mất máu luôn, thì cái tay em sẽ thúi và hư luôn. Và thứ hai nữa, em càng lấy nhiều môn như vậy, em sẽ bị vi phạm cái nguyên tắc thứ năm, đó là làm hẹp lỏng tiêu hóa. Em càng thâm nhiều vô cái lỏng của em, nó càng thu hẹp lại. Đường kính cái ruột non 3 cm, đường kính đại tràng 5 cm, em không làm sao mà nó thu lại còn cỡ 1 cm là lúc nó đồ ăn không qua được. Em nút cục thịt mà bự hơn 1 cm nó không qua được và em tắc ruột. Có khi nào ăn cái gì mà bự hơn 1 cm không? Thiếu gì? Nhiều khi nút trọng qua cái gì? Nhai miếng đu đủ, nhai miếng bí, nhai miếng gì nó nút cục bự, nó nút cái ọc vô. Ruột em mà nó không giãn ra được nha. Đường kính của nó mà không giãn ra được trên 3 cm là sinh viên của anh nó dính đó và em sẽ tắc ruột. Và khi đó có thể em chưa kịp tới ăn đâu mà nó đã tự xì ra rồi, bởi vì nó bị hẹp lại nha. Và khi đó em cũng sẽ bị gánh chịu biến chứng là bị xì ống tiêu hóa đó. Cho nên việc căn chỉnh làm sao để đảm bảo được 5 nguyên tắc này không vi phạm những nguyên tắc khác, đó là vô cùng khó khăn rồi, bởi kinh nghiệm của bác sĩ. Cho nên chỉ những người rất nhiều kinh nghiệm người ta mới được không tiêu hóa mà thôi. Đây mình đi vô một số những cái loại hình câu cơ bản. Thì thứ nhất, người ta sẽ có cái dạng thức là câu kiểu mũi đơn, câu kiểu mũi đơn hay câu kiểu mũi rời. Câu kiểu mũi đơn hay mũi rời tức là câu từ mũi xong sau đó cắt chỉ, ta gọi là câu mũi rời, cứ câu mũi rồi cột lại rồi cắt chỉ. Câu cái dạng này nó có cái ưu điểm là xa xa mới điểm mũi 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 thôi, cho nên nó mềm mại, nó ít phù nề, không làm hẹp mũi kính và rất dễ thực hiện, một người tự câu được luôn và có thể nói hai đoạn tiêu hóa này thước khác nhau lại với nhau được. Một đoạn bên này có thể đường kính 3 cm, nói với một đoạn bên này đường kính 2 cm hoặc thậm chí 1.5 cm vẫn nói được nha, vẫn nói được nha. Ta nhưng mà nói chung là không ai mà đi làm cái kiểu mà quá trình đời như vậy, thường 3-2 cm thì nói nhau được. Nhược điểm là mất thời gian câu từ mũi lâu quá. Thứ hai nữa, do nó xa xa nó điểm mũi cho nên những vị trí này nó có thể chảy máu, và cho nên người ta cần phải cầm máu chủ động trước khi thực hiện mũi câu này. Dạng câu thứ hai là câu mũi liên tục á, là thông thường hai mũi phổ biến nhất là câu mũi vắt thường và vắt mắt xích. Ưu điểm nhanh, câu sẹt tới thôi, câu một lần rồi cột rồi sau đó cứ lận như lận ra quần vậy đó, tới luôn rồi cái cột nha. Thứ hai nữa là nó cầm máu tốt. Rồi chính vì cái chuyện mà câu nhân á,
Thứ hai nữa, ưu điểm của nó là cầm máu mà các chất thật tốt, nó có thể quấn vòng để nó siết không cho mạch máu chảy xuyên qua được, cho nên cầm máu tốt. Chính vì cầm máu tốt vậy lại đôi khi gây rối loạn mạch máu, xin lỗi, rối loạn cái túi máu và nó kẹt những dễ cuối cùng này, nó kẹp mô lại nhiều quá cho nên nó cũng dễ làm hẹp cổ kính. Và một cái chuyện nữa rất là quan trọng đó là kỹ thuật nó khó, nó phải dễ làm. Mà muốn làm phải một người phụ ăn ý, ở sinh viên là cửa phụ không nó tiêu hóa là còn nói sinh viên nói đầy đầy không hả? Thật ra thì không phải giờ các bạn đệ, mà tại vì giờ có nhiều người giỏi hơn các bạn. Ngày xưa không nói được sao đại học, giờ sao đại học nhắc không chuyện. Cho nên là giờ là không có tới tay sinh viên, hầu như là bác mấy anh nội chú là người ta phụ hết rồi. Đây, hồi nãy là các mũi câu, mũi rời, câu mũi liên tục. Còn dạng thức nữa là câu mà một lần thôi như là lộn được cái mép vào trong. Thì đây là những cái mũi câu nó cũng mang tính chất hơi đặc biệt và được các cái nhà khoa học á, người ta nghiên cứu, các nhà bác sĩ ngày xưa người ta nghiên cứu, người ta đưa ra. Thứ nhất là câu mũi Lemaire. Lemaire là câu hai lớp thanh cơ, nó đưa cái hình ra coi để cho dễ. Thứ nhất là câu mũi Lemaire. Lemaire đó là người ta móc qua hai lớp thân mạc và lớp cơ thôi, người ta câu lại nhau thì khi nó kéo hai lớp này lại thì nó lộn lớp niêm mạc vô trong. Bạn có Lemaire mũi đơn, bạn có Lemaire câu liên tục hay là Lemaire bắt đó. Bạn có Lemaire câu vòng, người ta câu vòng vòng xong cái người ta lấy cái đỉnh ở giữa gắn xuống dưới, nó túm lại thấy giống như là cái túi vậy. Hay gọi là Lemaire mũi túi hay là Lemaire mũi vòng. Giống như nhà mà có cái ghế ôm mà ngày xưa rút dây vậy đó, thì cái đầu le 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 ra vậy nè, nhấn xuống dưới mà rút dây lại cái nó túm cái đầu ở bên ngoài nhét vô bên trong. Đó. Và cái mũi len ve này là không phải đi qua hai lớp thắt cơ mà đi qua bốn lớp luôn, thằng ống đi quá đi từ ngoài vô trong bốn lớp rồi đi ra bốn lớp xuyên hai bên và cột lại và tiến vào bụng lộn vô trong. Người ta gọi đây là mũi len ve cải biên bởi Robert ha, mũi len ve cải biên bởi Robert. Và cái mũi này hiện tại là đang được các bác sĩ trong bệnh viện xài rất là nhiều nha, phổ biến trong thời đại ngày nay luôn. Rồi kế tiếp là những mũi khác mà mang tính chất liên tục, ví dụ như là mũi này là mũi Cornell Mayo. Mũi Cornell Mayo là nó đi từ trên xuống dưới rồi lần ra, rồi lên từ trên xuống dưới lần ra, rồi đi từ trên xuống dưới lần ra, nhìn hình có tưởng tượng được không? Hiểu rõ hả? Thì khó hả? Về nhà các bạn lên trên mạng internet á, YouTube các bạn search ra mũi Cornell nha, suture rồi coi người ta đâu thì nó sẽ dễ hiểu hơn. Thực ra bạn cứ tưởng tượng là bây giờ thứ hai bạn có hai cái tấm giấy ép lại nhau về, bạn có hai tấm giấy ép lại nhau về, bạn muốn cho hai tấm này nó dính lại với nhau thì bạn cứ xỏ từ bên này qua bên kia, xỏ từ này xuyên qua về đi tới đó là thằng lưỡi nó vậy đó. Được không Rồi một cái mũi nữa là mũi Gambi. Đây là mũi Gambi. Cái mũi này đi xuyên qua bốn lớp nhưng sau đó dịch trở ra hai lớp thôi, ngay lớp niêm và dưới niêm rồi đi vô tiếp rồi cột lại với nhau. Mũi này cũng rất được các bác sĩ ngày nay ưa chuộng bởi vì nó có thể gắn lớp niêm mạc với lớp niêm mạc, nó áp lớp thân mạc với lớp thân mạc, lớp nào theo lớp đó, và khi đó nó sẽ khiến cho quá trình lần lớp luôn dễ dàng hơn, đúng lớp hơn nha. Đây phổ biến ngày nay là hai mũi này nè, Lemaire và Cornell Mayo, xin lỗi, và Gambi. Nhiều bác sĩ người ta câu theo kiểu Robert nhưng người ta không biết mà người ta cứ tưởng là người ta không mũi Cornell Mayo. Anh nói như vậy để sau này các bạn đi ra ngoài lâm sàng các bạn sẽ thấy thầy đang không mũi gì, hỏi thầy anh đang không mũi Cornell Mayo thì thực ra nhiều người đang không mũi Robert, tại nhiều người không biết luôn này. Rồi câu chuyện kế tiếp là người ta mới nói về không mũi lớp này. Thì ngay cả từ thời thế kỷ 19 á, 1800 mấy đó người ta đã bàn luận nhau rồi, bây giờ không mấy lớp, không một lớp hay không hai lớp. Đương nhiên là thấy một lớp thì thấy nó mỏng manh đó. Hai lớp thì nó chắc hơn đúng không? Hai lớp tức là làm sao? Bạn không hai lần. Lần thứ nhất bạn không có lớp sâu bên trong, lần thứ hai bạn không có lớp bên ngoài phủ lại. Thì hai trường phái này tranh đấu với nhau rất là nhiều năm các bạn, rất là nhiều năm. À, không một lớp tức là không một lần mà đi vô bốn lớp của thằng ống tiêu hóa luôn. Và thông thường người ta vẫn sẽ áp dụng những cái mũi câu đặc biệt hồi nãy đó, như Cornell Mayo, Gambi hay là Lemaire để đi cửa Robert hoặc là Lemaire đường đó. Thì đó là khâu một lớp. Khâu một lớp có cái ưu thế là cái gì? Chỉ cần khâu một lần nó đỡ tốn thời gian mà vẫn đảm bảo được đầy đủ năng lượng các ống tiêu hóa. Nhưng khuyết điểm của nó là nhìn nó có vẻ mỏng manh hơn. Đồng thời nó còn một ưu thế nữa chứ, đó chính là nó không làm đẹp lòng ruột nha.
Thì một số những người mà người ta không yên tâm với cái kỹ thuật câu hai lớp đó, sinh một lớp thì người ta đi câu hai lớp. Lớp thứ nhất thì người ta câu qua hai lớp, xin lỗi, qua bốn lớp luôn của thằng đóng tiêu hóa. Và lớp thứ hai thì người ta lấy chỉ không tan, người ta câu qua hai lớp. Người ta gọi là câu kiểu này là câu kiểu lên bèn, hai lớp một kiểu lên bèn. Đây là cái hình này cho các bạn từ. Thì người ta câu mũi đầu tiên, người ta sẽ câu một mũi đơn ra, người ta đi qua cả thảy bốn lớp luôn, người ta cột lại. Rồi sau đó người ta lấy cái lớp thứ hai, người ta câu lại, thì khi đó hai cái lớp thanh mạng này đã áp được với nhau và che phủ cái đường thứ nhất. Bởi vì nếu cái lớp thứ nhất mà bạn chỉ câu có một lần thôi, mà bằng những mũi rời hoặc là những mũi bắt bình thường, niêm mạc nó sẽ bị lồi ra, nó không đảm bảo được cái biệt lập. Thì người ta mới dùng cái đường thứ hai phủ lại cái lớp thứ nhất, đảm bảo được tính biệt lập. Thứ nhất như vậy, tại sao câu 3, 4, 5, 6 lớp cũng đi cho các em? Thì sinh thưa không được. Bạn càng gia tăng số lớp câu thì bạn sẽ càng làm cái lồng ống tiêu hóa sao? Hẹp lại, cho nên người ta thấy rằng chỉ tới được 2 lớp là vừa, đừng có làm tới 3, 4 lớp, càng làm 3, 4 lớp là càng hẹp ống tiêu hóa nha. Rồi các bạn nhìn đây. Đây chính là hình ảnh của một cái đoạn ruột được nối từ ruột non cái dạ dày, bạn thấy chỉ không có một lớp nè. Nhìn thấy nó bày hay lắm, đúng không? Mà câu bằng cái mũi bình thường á, câu bắt bình thường á, chứ nếu mà câu một lần, câu một lớp mà câu bằng cái mũi đặc biệt thì nó sẽ không xấu như gì thế này đâu. Nhưng mà đây là câu bằng mũi bình thường, bắt thường, các bạn thấy niêm mạc nó lồi ra. Và người ta đã gia cố nó bằng cái lớp thứ hai thì khi đó bạn thấy rất là mịn màng, chỉ còn thanh mạc cái thanh mạc thôi. Rồi, nãy là cái mũi câu, bây giờ chuyển qua nối. Nối thì nó có ba dạng thức nối. Hình A là nối tận tận, hai cái đầu tận nối với nhau. Hình B là nối tận bên, đầu tận và đầu bên. Và hình C là nối bên bên, mỗi loại có ưu thế riêng. Tận tận thì nó sinh lý, vì nó giống như cấu trúc bình thường của cơ thể. Tuy nhiên, nó chỉ thích hợp cho những tổ ống tiêu hóa có đường kính bằng nhau, tương tự nhau, gần tương tự nhau. Còn số 2, hình số 2, B đó, nối tận bên là phù hợp với lại những cái tổ ống tiêu hóa mà nó không bằng đường kính với nhau. Và mình muốn mở một cái lỗ bằng cái đường kính của một trong hai ống thì mình sử dụng dạng B. Nếu mà mỗi dạng C là bên bên thì trong trường hợp nào? Trong trường hợp mà hai đường kính ống tiêu hóa này nó cũng chênh lệch nhau luôn, nó khác nhau nhiều luôn. Và thực ra bản thân hai đường kính ống tiêu hóa này cũng không đủ thỏa mãn mình. Có nghĩa là mình thấy rằng có thể cái đường kính này nó cũng không đủ rộng, đường kính này nó cũng không đủ rộng, thì mình chơi một cái đường mới. Cái đường mới là cái đường nối này nè, nó có thể dài bao nhiêu là tùy theo ý của mình. Thường có thể người ta mở từ 6 cho tới 8 cm luôn, mà cái ruột đâu có tới được cái đường đó, đúng không? Người ta mở rộng như vậy cho nó thông thương một cách thoải mái hơn. Người ta gọi là nó bên bên, nó bất chấp đường kính của cái đường ống tiêu hóa là bao nhiêu, bạn có thể muốn mở rộng bao nhiêu tùy ý bạn nha. Đây, đó là các dạng thức nối. Kế tới nữa là đây là cái hình mà cho các bạn biết khi người ta muốn cắt đoạn ruột thì người ta cắt làm sao. Ví dụ như có một lòng ruột ở đây bị hư, bị tổn thương, thì đầu tiên người ta sẽ nhìn cái hệ thống mạch máu phân bố của nó là như cái hình đang quạt vậy đó. Rồi người ta sẽ coi, người ta sẽ dự tính cắt như thế nào. Ví dụ như đoạn tổn thương đây là muốn cắt xích ra đây, thông thường người ta hay cắt xích là tối thiểu 5cm mà. Và khi cắt đó, người ta sẽ cắt cái đầu này nè, hơi chéo, chéo về phía tinh lầm, về phía bờ tự do của tinh lầm, xéo vậy đó. Vẽ cho các bạn coi. Người ta cắt là ta sẽ cắt xéo về phía này nè, ta sẽ cắt xéo về phía này nè. Không có ai cắt xéo về phía này nha. Nếu mà cắt xéo về phía này nè, thì cái phần đen đen này nè không có máu nuôi. Cái phần này là không có máu nuôi. Và khi đó là nó sẽ hoại tử. Cho nên người ta sẽ không có cắt xéo về phía bên bỏ, bờ tự do của bên bỏ, mà cắt xéo về phía bờ tự do của bên lành. Và thậm chí người ta còn không yên tâm đến mức độ là không dám cắt vuông góc 90 độ nữa, mà phải cắt xéo. Các dương góc 90 độ là còn hên xui, hên hơi xé xé không chút được. Đây, sau khi mà người ta đã định vị được cái vị trí đó, thì người ta mới bắt đầu người ta khóa những cái mạch máu, kẹp cột cắt những cái mạch máu ở trên cái đường đi, kẹp cột cắt những mạch máu trên đường đi. Rồi sau đó người ta sẽ cắt hai cái hình năng bạc này luôn. Sau khi cắt năng bạc này xong, người ta cặp ruột lại và người ta sẽ câu bằng những cái mũi câu cơ bản mà nãy giờ mình học, đó là mũi câu có thể không rời, có thể câu liên tục, có thể câu một lớp, có thể câu hai lớp, hoặc là có thể câu một lớp và bằng những cái mũi câu đặc biệt lồi vào người trong. Cái bước sau cùng sau khi câu xong, người ta mới lấy tay người ta bấm thử. Nếu người ta thấy nó không thương với nhau thì
thì chứng tỏ là cái mũi bông này, cái mũi đó này nó tốt, nó hoàn chỉnh. Còn nếu bấm vô mà thấy nó một cục cứng ngắc, không có thể phân thương qua được, thì khi đó miệng nóng này đã bị hẹp và bắt buộc cái khấu ra làm bằng. Cái bước kiểm tra lần hai này rất quan trọng. Rồi, đây là hình thức cuối cùng, tức là hình thức nói máy. Thì các bạn coi nãy giờ là nói tay, mời lại ngày nay là nói máy, thầy của anh là không biết nói máy là cái gì đâu. Khi mà nói bằng máy như thế này này, thì đây là nói máy, là nói máy mổ mở. Một cái dụng cụ vậy là tôi gọi là stapler, và đây là đang thực hiện nói bên bên. Đây là đại tràng phải và đây là ruột non này. Ta bấm một cái từ bên đây sẽ có cái vị thông nói bên này mà được hàng cứng này luôn, dính nhau luôn. Chỉ cần bấm một phát như vậy làm trong vòng thao tác vòng 2-3 phút thôi sẽ tiết kiệm được thời gian mà ngồi không hết nguyên cái chỗ đó là khoảng từ nửa tiếng một, có thể giảm thời gian 10 lần nữa. Hai miệng nói là sau đó người ta sẽ cắt bỏ cái phần kia bằng một cái stapler để ngang. Thì như vậy tiền nào tiền của nó. Khi người ta mà muốn cắt bằng cái dụng cụ này nè, một cái dụng cụ này, một cái thân, cái gọi là cái thân dụng cụ đó đó, là trung bình hiện tại trong thị trường Việt Nam là khoảng 4.5 triệu cho một cái tai thân đó. Ở trong này các bạn sẽ thấy có một cái cục đen đen này, ta gọi là băng đạn. Một cái băng đạn này trung bình là khoảng từ 1.7 triệu cho tới 2.3 triệu. Nói chung là cho một nhát bấm đó là trị giá là khoảng cỡ 6 triệu. Bấm phát đầu có thể 6 triệu, phát sau thì chỉ tốn băng đạn thôi. Là bao nhiêu hai phát này còn lại khoảng trên 8 triệu còn bán cỡ đó. Nhưng mà ở Việt Nam này thì không có xài một lần rồi bỏ, ở Việt Nam này là xài nhiều lần mới bỏ. Cho nên cái tay dao thì ta sẽ xử lại, giữ lại cho những ca khác và những cái băng đạn thì mới thay cho từng ca thôi. Cho nên trung bình là một ca thì có thể xài khoảng cỡ 3-4 triệu chỉ cho băng đạn thôi, còn cái tay dao là sử dụng nhiều lần. Và nhà sản xuất ta khuyến cáo 15 lần mới bỏ, nha. Lột nó vậy. Nhà sản xuất đã khuyến cáo là bỏ mỗi lần nào xài cũng bỏ để ta bán được hàng. Nhưng bác sĩ thì thấy rằng khoảng cỡ 15 lần thì có thể bỏ được. Ở nước ngoài là làm sao mà bỏ, làm sao mà bỏ à? Còn này là con tay. Đây, con hết bài. Thì các bạn về nhà đọc cái phần nội dung khác nha, mình không có nhiều thời gian.